Và tiếp theo thì Trang xin mời tất cả các anh chị cùng theo dõi bạn hướng dẫn cách nhận năng lượng. Thì phần nhận năng lượng này dành cho tất cả các cô anh chị có thể học rồi, chưa học, học lớp 1, lớp 2, lớp 3 đều có thể nhận được hết nha. Trong sự kiện hợp nhất tình thương kiến tạo hạnh phúc của Energy Trống Đồng Việt Nam, mời quý cô bác anh chị cùng đón nhận những năng lượng an lành từ chú Phúc. Khi chú Phúc nói bắt đầu, quý cô bác anh chị nhìn vào trán của chú Phúc, hình dung nhận năng lượng từ trán của chú vào trán của quý cô bác anh chị và để năng lượng tự lan tỏa cho đến khi chú Phúc thông báo hết giờ. Welcome, ladies and gentlemen, to our NLG live stream. Mr. Lee would like to send the NLG energy to the beloved audience. When he says start, please look into the middle of his forehead and imagine you are receiving NLG into your forehead. Then just relax and let this loving energy absorb to your body for 5 minutes and 30 seconds until Mr. Lee says done. Và bây giờ chúng ta bắt đầu. Mời anh chị em thích nhận nha. Chúng ta bắt đầu. Bước 1, đọc thầm trong đầu, nhận NLG trống đồng băng tầng lớp 2 kích thích tế bào gốc. Bước 2, hình dung nhận năng lượng vào não bộ, mỗi lần nhận và hình dung từ 3 đến 5 giây một lần. Đọc thầm trong đầu, nhận lần 1, nhận lần 2, nhận lần 3. Bước 3, hình dung gửi năng lượng từ não bộ vào trung tâm tiếp thu năng lượng, mỗi lần gửi và hình dung từ 3 đến 5 giây một lần. Đọc thầm trong đầu, gửi lần 1, gửi lần 2, gửi lần 3. Bước 4, không cần đọc thầm, chỉ cần tiếp tục hình dung gửi năng lượng từ trung tâm tiếp thu năng lượng đến xương cùng và toàn bộ cột sống, liên tục hỗ trợ năng lượng, tập trung sự ấm áp cho cột sống để kích thích tế bào gốc cho đến khi chuông báo chấm dứt.
Dạ hết giờ ạ. Chú mở mic giùm con nha.